Nhật Bản. Chính xác. Trước tiên tôi xin giải thích thế nào là bánh croquette. Croquette thường được làm từ hỗn hợp khoai tây nghiền, thịt băm nhỏ và hành. Và sau khi nặn thành hình, chúng được nhúng vào bột mì, trứng và vụn bánh mì, sau đó cho vào chiên. Và chúng là một trong những món ăn phổ biến nhất trong các gia đình của Nhật Bản. Đó là một món ăn phụ tuyệt vời, tuy nhiên chúng cũng phổ biến như những món ăn nhẹ. Đúng vậy. Gần đây, món bánh croquette địa phương hoặc những bánh croquette có kết hợp thuộc tính đặc trưng của vùng miền, nơi chúng thường được bày bán, đã trở nên ngày càng phổ biến. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những loại bánh croquette độc đáo trên khắp nước Nhật. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bánh croquette là thực phẩm nổi tiếng thường được bán tại các cửa hàng thịt và siêu thị. Món này có thể dùng như món ăn nhẹ trên đường hoặc một món phụ. Những chiếc bánh tròn có phủ vụn bánh mì này được chiên ở các thành phố khác nhau trên toàn nước Nhật. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bánh croquette được làm ở Kobe, Tokyo, Shizuoka và Tokyo. Và loại bánh này đã làm dấy nên một cuộc cạnh tranh hòa hữu. Bánh của chúng tôi là ngon nhất. Chúng tôi sẽ không thua cuộc. Làm thế nào mà chỉ có một loại bánh chiên nhỏ bé như thế này mà có thể tạo ra sự kích động lớn trên toàn nước Nhật? Chúng tôi quan sát bên trong chợ này. Có rất nhiều loại, chứ không chỉ là khoai tây nghiền trong món ăn lâu đời này. Chúng tôi đi tới thành phố cảng Kobe, tỉnh Hyogo. Khu mua sắm Otomachi nằm ở trung tâm của Kobe. Đây được cho là cửa hàng có món bánh croquette nổi tiếng. Hãy nhìn đoán người xếp hàng ở phía trước cửa hàng. Liệu đây có phải là nơi chúng ta cần tìm? Xin chào. Một người phụ nữ đang chiên bánh croquette. Chắc chắn là nơi này. Các bạn ở Kobe? Không, chúng tôi đến từ Saitama. Chúng tôi đến từ Ibaraki. Chúng tôi đến Moriya Shoten, một cửa hàng thịt nổi tiếng ở địa phương và cũng khá quen thuộc với khách du lịch. Khoảng 2.000 chiếc bánh croquette được bán ra mỗi ngày. Vào ngày đông khách thì khoảng 3.000 chiếc. Loại bánh croquette bán chạy nhất thường có giá 80 sen một chiếc. Vụn bánh mì panko phủ lên những chiếc bánh có nhân đã nhúng bột. Bên trong có chứa thịt xay, khoai tây nghiền và hành băm. Nó trông giống như một chiếc bánh croquette mà quý vị có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Chúng tôi hỏi một nhân viên của cửa hàng người đã chiên những chiếc bánh croquette này trong suốt 15 năm. Chúng tôi trộn thêm gân bò vào. Thông thường, hỗn hợp thịt lợn và thịt bò xay có trong nhân bánh croquette. Nhưng ở đây, chỉ có thịt bò xay và một chút gân bò được thêm vào. Muối, tiêu và đường được sử dụng để tạo hương vị cho hỗn hợp nhân. Mùi vị chưa bao giờ thay đổi. Đơn giản nhưng ngon. Bằng việc giữ nguyên hương vị truyền thống, những chiếc bánh croquette này tạo ra cảm giác hoài cổ cho những khách hàng của chúng. Tuy nhiên, tại sao lại là Kobe? Khi bạn cắt miếng thịt, luôn có phần thịt dư ra. Chúng tôi cho chỗ thịt ấy vào bánh croquette để không bị lãng phí. Kobe nổi tiếng với sản phẩm thịt bò Kobe. Moriya Shoten chuyên thịt bò Kobe suốt 130 năm. Thịt dư thừa có thể bị lãng phí nếu không được sử dụng trong món ăn có giá cả phải chăng này. Đồng thời, Kobe có lịch sử là một thành phố cảng lớn. Văn hóa phương Tây, bao gồm cả thực phẩm, đã du nhập vào từ sớm. Chính hai yếu tố này đã khiến Kobe trở thành địa phương của món bánh croquette tuyệt hảo. Nhưng Kobe không phải là thành phố duy nhất ở tỉnh Hyogo nổi tiếng với món bánh croquette. Chúng tôi tới thành phố Tanasago, cách Kobe 1 giờ đi xe. Đây là cửa hàng thịt Asahiya. Chúng tôi trò chuyện với người chủ cửa hàng. Chắc chắn là bạn đến đây vì món bánh croquette tinh tế của chúng tôi. Tiếc là chúng tôi không bán chúng ở cửa hàng. Bạn chỉ có thể đặt hàng trên mạng, nhưng cần phải đợi khoảng 6 đến 7 năm. Loại bánh croquette yêu cầu chờ ít nhất 6 năm mới được đưa tới. Trong thư xác nhận đặt hàng, ngày giao hàng được đặt tới năm 2019. Một đơn hàng tuần trước đã bị trả lại. Nó được đưa tới một địa chỉ trống. Khách hàng đã chuyển đi. Bởi họ đã quên đơn đặt hàng của mình khi họ chuyển đi. Điều này hoàn toàn dễ hiểu với đơn hàng phải chờ đợi lâu như vậy.
Người chủ cửa hàng đồng ý cho chúng tôi xem bánh croquette được làm như thế nào. Nhìn vào bên trong bánh croquette, thay vì thịt bò xay, những viên thịt sườn bò Kobe được sử dụng. Và chất lượng của thịt là tuyệt đỉnh. Thịt bò cấp độ A5, cấp độ cao nhất của thịt bò ở Nhật Bản. Thịt kết hợp với Arnett Red, một giống khoai tây nổi tiếng nhờ vị ngọt của nó. Nó có màu đỏ hồng ở bên ngoài và màu vàng bên trong. Khoai tây đã được chuẩn bị và bóc vỏ. Thịt được thái hạt lựu. Mỗi chiếc bánh croquette được làm thủ công từng chiếc một. Giá của nó khoảng $3 một chiếc, nhưng chi phí sản xuất khoảng $4. Những chiếc bánh croquette này đương nhiên không tự hào về mức lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã quyết định chia sẻ hương vị tuyệt vời của thịt bò Kobe đến nhiều người hơn. Mùi vị bánh croquette của chúng tôi là ngon nhất. Họ tiếp tục làm ra giới hạn 200 chiếc bánh croquette tinh tế mỗi ngày. Và bây giờ, chúng tôi thay đổi địa điểm và đi tới thành phố Mishima ở tỉnh Shizuoka. Khi đi trên phố, chúng tôi để ý thấy nhiều cửa hàng đặt biển bánh croquette Mishima ở trước cửa. Hơn chục cửa hàng bán bánh croquette ở trung tâm thành phố. Nhưng tại sao lại có nhiều bánh croquette ở thành phố Mishima vậy? Có lẽ ai đó đang mặc giống như một chiếc bánh croquette sẽ là người thích hợp cho chúng tôi câu trả lời. Thật trùng hợp, ông ấy chính là chủ tịch của phòng thương mại và công nghiệp Mishima, ông Yukio Suabe, một người hoàn toàn thích hợp để cho chúng tôi một vài ý kiến. Ông Suabe đang đứng đầu phong trào sâu rộng trong toàn thành phố để biến bánh croquette thành đặc sản của địa phương. Chúng tôi đã hỏi điều gì khiến họ lựa chọn bánh croquette thay vì một thứ gì khác. Lươn ở đây rất nổi tiếng. Thành phố Mishima nổi tiếng là nơi nuôi lươn hay unagi. Tuy nhiên, unagi là món sashi. Thành phố muốn có một đặc sản với giá phải chăng. Và họ quay sang với một loại khoai tây, Mishima Barisho, được trồng tại địa phương. Vì khoai tây là nguyên liệu chính của chiếc bánh croquette, một ý kiến đã được đưa ra. Là sử dụng khoai tây địa phương và làm ra bánh croquette Mishima. Nếu một cửa hàng muốn làm bánh croquette, họ có thể mượn lò chiên nhúng từ thành phố. Thành phố cho các cửa hàng muốn làm bánh croquette mượn lò chiên nhúng miễn phí. Hàng năm có khoảng 36 lò chiên được cho mượn. Hai chiếc bánh croquette Mishima. Cho chúng tôi hai chiếc bánh croquette Mishima. Cửa hàng Komai được thành lập năm 1953. Cửa hàng này giờ nổi tiếng với món bánh croquette Mishima. Chúng đầy khoai tây nghiền chắc. Khoai tây rất ngon. Mishima Barisho là một loại khoai tây mây khuyển. Chúng chứa lượng nước lớn do tính chất đất của vùng. Lượng này rất phù hợp để chế biến bánh croquette. Tập trung vào nông sản địa phương và làm việc với các cửa hàng, nhà hàng, thành phố đã biến mình thành thiên đường bánh croquette, thu hút khách tham quan từ khắp Nhật Bản. Chúng tôi đến từ Nagoya, chúng tôi đến từ Yokohama, chúng tôi sẽ phải thử một lần nếu không sẽ rất hối tiếc. Ở nhà hàng Nhật Bản này có phục vụ món bánh croquette unagi. Ở một nhà hàng Brazil địa phương, bánh croquette thêm gia vị tỏi được đặt trong thực đơn. Bánh croquette có tác động tốt tới nền kinh tế địa phương. Bằng việc có được sự ủng hộ từ các cửa hàng địa phương và đồng thời hỗ trợ việc sản xuất, thành phố Mishima đã thành công trong việc làm nên danh tiếng mới. Điều này tiếp tục đưa du khách tới với thành phố. Liệu bánh croquette có phổ biến như vậy ở thủ đô của Nhật Bản? Tiếp theo, chúng tôi tới khu Shinagawa ở Tokyo. Khoảng 5 phút từ khu mua sắm Sumwood, Togoshi, Ginza. Chúng tôi tới cửa hàng Goto Kamaboko. Kamaboko đang làm sốt cá để cho vào làm chả. Họ cũng bán cả oden, một món ăn mà các loại nguyên liệu khác nhau được nấu trong nước dùng.
Có vẻ như một cửa hàng như vậy sẽ không bán bánh croquette, nhưng chúng đây rồi. Bánh croquette Oden được bán với giá 60 sen một chiếc. Loại bánh croquette này khác so với các loại trước đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu bên trong. Những viên cá được trộn vào thay vì thịt. Ở giữa là một miếng củ cải trắng. Cửa hàng này đã kết hợp hai món phổ biến thành một món ăn, đó là món Oden và bánh croquette. Vậy giá cả của hai thực phẩm này khi kết hợp thì thế nào? Chị bán được bao nhiêu chiếc trong ngày Chủ nhật? Chúng tôi đã làm ra 200 chiếc bánh croquette cho ngày hôm nay. Tôi không chắc là sẽ đủ. Dường như bánh croquette này được nhiều người ưa chuộng nên chúng có thể bán hết trong ngày. Chúng tôi quan sát khu bếp. Đầu tiên là khoai tây được nghiền ra. Những miếng chả cá sử dụng trong món Oden được cắt thành những miếng nhỏ và trộn với khoai tây nghiền. Một miếng củ cải trắng được bọc vào trong hỗn hợp khoai tây và sau đó chúng được chiên lên. Một sự kết hợp mà chỉ có cửa hàng Kamaboko có thể tạo ra. Nhưng tại sao họ lại lựa chọn làm ra bánh croquette? Để khôi phục khu phố mua sắm của chúng tôi. Trong vài năm trước, khu mua sắm Togoshi Ginza đã dùng bánh croquette như một cách để thu hút khách tới khu vực này. Bắt nguồn từ công thức truyền thống của cửa hàng bán thịt, các cửa hàng khác nhau đã thêm vào các gia vị riêng của mình. Ví dụ như ở một cửa hàng Trung Quốc, quý vị có thể thử món croquette sủi cảo. Các chuỗi nhà hàng đã đưa bánh croquette thành một phần trong thực đơn đặc biệt của họ. Những loại bánh croquette đặc biệt, từ bánh croquette cà ri đến bánh croquette cà chua, chỉ có thể tìm thấy ở các nhà hàng ở Togoshi Ginza. 21 cửa hàng và nhà hàng làm ra một loại bánh croquette cho riêng mình. Nỗ lực của họ đã được đền đáp và sự náo nhiệt đã trở lại với khu mua sắm này. Lượng khách hàng tăng gấp 3 trong dịp cuối tuần. Bây giờ, chúng tôi đang đi tới thủ đô trước kia, Kyoto, thành phố của lịch sử và truyền thống. Chúng tôi đang ở chợ Nishiki, nơi nổi tiếng như bếp ăn của Kyoto, một khu chợ truyền thống của Nhật Bản với hơn 100 cửa hàng và quầy hàng. Liệu có thể tìm ra bánh croquette ở khu vực này? Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, một loại bánh croquette mới lạ được bán ở một trong những cửa hàng này. Cửa hàng có bán bánh croquette không ạ? Có chứ. Bánh đây ạ. Trông bên ngoài thì nó có vẻ giống như bánh croquette thông thường. Nhưng bên trong nó lại chứa sô-cô-la. Chúng được bán với giá 90 sen một chiếc. Có thời điểm 800 chiếc bánh croquette sô-cô-la được bán ra trong một ngày. Cửa hàng này bắt đầu kinh doanh từ năm 1884, mang tới cho cộng đồng nhiều loại khai vị và món ngon. Vậy tại sao họ lại quyết định cho sô-cô-la vào trong bánh croquette của mình? Chúng tôi muốn làm thứ gì đó độc đáo. Bánh croquette với cá hay thịt khá bình thường. Mọi người đều làm ra chúng rồi. Bánh croquette sô-cô-la là một chiến lược mới mà người ta đã quyết định theo đuổi mục tiêu, đưa ra một loại đặc sản truyền thống thành nổi bật. Như định trước, nó đã có tác động và tạo ra mối quan tâm mới cho những khách mua sắm. Nó là bữa ăn nhẹ hoàn hảo cho buổi chiều. Sô-cô-la bên trong chiếc bánh croquette đã được chế biến theo phương thức đặc biệt nên nó không bị chảy ra trong quá trình chiên. Và bây giờ, quý vị thấy rằng một loại thực phẩm thông thường như chiếc bánh croquette có thể trở thành hơn thế với sự sáng tạo của con người. Có rất nhiều loại bánh croquette ngon mắt. Chị Usuda, chị thích loại nào nhất? Tôi muốn thử loại sô-cô-la. Tôi cũng vậy. Trong tập phim hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu những cửa hàng chuyên bán bánh croquette. Nhưng tôi thường trông thấy bánh croquette có bán ở các quầy hàng đặc sản trong siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Đúng vậy, chúng ta có thể dễ dàng mua được chúng và đó có thể là một lý do khiến cho chúng trở nên phổ biến. Tôi có kết quả của một cuộc khảo sát hỏi các phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 50 loại thực phẩm đặc sản nào mà họ thường mua và gần một nửa trong số đó trả lời là bánh croquette. Bánh croquette ngon, rẻ và có thể ăn no bụng. Không có gì lạ khi nó rất phổ biến.
Vâng, bên cạnh đó, các thực phẩm đặc sản và thực phẩm chế biến sẵn nói chung ngày càng phổ biến ở Nhật Bản. Dường như có một vài nhân tố tạo ra xu thế này, chẳng hạn như việc nhiều phụ nữ đi làm và có ít thời gian hơn để chuẩn bị bữa ăn, hoặc sự lão hóa của dân số, lò vi sóng trở nên phổ biến và cũng thay đổi trong nhận thức về thực phẩm. Và với những gia đình có thu nhập kém, những người sống độc thân, thực phẩm chế biến sẵn là lựa chọn tiện lợi hơn thay vì tự mình làm cả một bữa ăn. Chương trình Nhật Bản ngày nay số này đến đây là kết thúc. Chúng tôi còn rất nhiều thông tin mà muốn mang đến cho quý vị. Vì vậy, hãy đón xem vào tuần tới.